Anh Đăng Trung Hiếu là nhân viên của một công ty du lịch đã tham gia bộ môn bơi được hơn 10 năm nay. Hiểu được tính chất của công việc văn phòng khi phải ngồi nhiều, anh chủ động dành thời gian, ngày nào cũng đi bơi để rèn luyện sức khỏe và duy trì một tinh thần tốt. Đặc biệt hơn, mỗi buổi chiều sau khi tan làm, anh đều đi bộ khoảng 2 cây số từ cơ quan đến bể bơi. Bất kể bộ môn nào, khâu khởi động luôn là khâu không thể thiếu. Mục đích chính của việc khởi động là để tăng nhiệt độ cơ thể, nhịp tim, lượng máu chảy đến các cơ bắp, bôi trơn các khớp giúp cơ thể có thể thích ứng với các động tác nhanh và mạnh khi bơi. Anh Hiếu luôn dành ra khoảng 15 phút khởi động để có một buổi tập bơi tốt. Khi mới xuống nước, anh thường bắt đầu những vòng bơi đầu tiên bằng động tác bơi ếch nhẹ nhàng và uyển chuyển để có thể thích nghi với nước. Sau khi quen dần, anh bắt đầu bằng những động tác bơi nhanh hơn như bơi sải để có thể tăng cường độ luyện tập cho mình. Mỗi khi kết thúc một vòng bơi, anh lại nghỉ khoảng 1 phút và lại tiếp tục cho đến khi hết ca bơi. Mình thì mình bơi cũng khoảng chục năm rồi, bơi đều. Thì nói chung các môn thể thao khác thì mình cũng chơi, nhưng mà các môn khác thì nó cần những cái sự đều, ví dụ như tennis thì là phải chơi đều, rồi là nó phải cần sức khỏe. Còn cái môn bơi này thì nó dễ hơn, ví dụ như là bình thường năm bơi mình có thể nghỉ cả tuần thôi mình bơi lại, nhưng mà mình không bị về các cái biến chứng về cơ thể, mỏi các thứ. Những bộ môn khác thì nó cần được cái sự đều đặn, cái môn này thì nó đơn giản hơn, có thể nghỉ cả tháng được, xong có thể bơi lại. Với cả mình cũng cảm thấy nó môn nhẹ hơn, nhưng mà bơi thì nó nhẹ hơn các cái môn khác, nhẹ hơn thể hình, thì nó nhẹ hơn các cái môn tennis gì đấy, đá bóng thì nó nhẹ hơn. Môn này là môn nhẹ mà thư giãn hơn, mà nó cũng thời gian nó cũng thoải mái hơn. Rồi các môn khác thì cần phải có đồng đội, mình phải đi đúng giờ. Nhưng với cái điều kiện công việc thì mình chẳng biết lúc nào mình rỗi. Môn bơi này thì cứ lúc nào về hết giờ là hôm nào về 6 giờ 7 giờ, có hôm ăn cơm xong 9 giờ đi bơi cũng được. Ở đây người ta mở đến 9 rưỡi mà, 8 giờ đi bơi cũng được. Thì mình thấy là bơi nó thoải mái hơn. Cái thời gian nó cơ động hơn, mình chủ động, mình không phải phụ thuộc vào đối tác của mình. Tầm tuổi như mình, tầm gần 40 thì có nhiều người sẽ bị khó ngủ, nhưng mình chẳng bao giờ có triệu chứng đấy, khi nào cứ thích ngủ là ngủ. Vì bơi thì mình nghĩ rằng chuyện mà ăn uống nhất là và ngủ nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Bơi cũng là môn xả stress tốt, khi mà mình mệt mỏi mình ngâm mình xuống nước một cái gì là cảm thấy mọi cái nó đều xả stress rất là tốt. Đối với nhiều người, việc học bơi hay đi bơi thường xuyên sẽ tạo cho mình một kỹ năng thiết yếu để bảo vệ chính bản thân khỏi chết đuối. Bơi là một hoạt động thể thao rất tốt cho sức khỏe vì nó là loại vận động từ đầu đến chân, có hiệu năng massage tự nhiên tốt nhất, thúc đẩy tuần hoàn máu của hệ thống tuần hoàn toàn thân, tăng cường hệ hô hấp, thúc đẩy sự phát triển cơ bắp của chân tay, bụng, đùi, lưng, tăng cường công năng cho các cơ quan nội tạng như tim phổi và đặc biệt là sức đề kháng của cơ thể. Ngoài ra, bơi là một dạng bài tập chịu tác động thấp dưới sự không trọng lượng của nước, giúp giảm áp lực vào các khớp và loại bỏ khả năng bị đau lưng, gối và các nhóm cơ khi tham gia các hoạt động nặng hay tham gia các bộ môn thể thao khác. Riêng đối với tôi thì tôi thấy cái môn này nó cũng rất là tốt và phù hợp với tôi. Nhất là công việc của mình là phải đi làm, phải ngồi nhiều mà ít vận động ấy. Là khi đi bơi, cảm giác xuống bể bơi mình cảm giác toàn cơ thể mình được thư giãn, nhưng mà cái xương, hệ thống xương mình nó không bị chịu cái sức nặng của cơ thể nữa, nên mình cảm thấy rất là thoải mái. Hơn nữa là cái môn thể thao này mình, đối với gia đình nhà tôi có thể là môn thể thao gia đình, nhưng mà khi đi bơi có thể rủ cả gia đình đi bơi, con tôi nó cũng biết bơi đấy. Hoặc là nhiều khi cơ quan có tổ chức hội hè đi đâu đấy ra ngoại chẳng hạn, nó có bể bơi thì cả cơ quan là các đồng nghiệp và đều có thể tham gia được. Mình cảm giác môn này là môn bơi nó đại chúng hơn các môn khác. Cả một tuần em bơi cả tuần bơi. Và bơi liền một năm. Vào hè thì có thể với mà rỗi thì bơi được cả sáng và cả chiều. Em đến với bơi thì cũng tình cờ thôi, tại vì sau khi thi đại học thì người có bị phì ra khoảng 85 cân. Xong rồi đến em bơi này thì em để giảm cân. Thì bơi này thì kiểu cơ thể nó thoải mái, nó giúp mình sống lành mạnh hơn ấy. Xong rồi với cả khi mà anh chơi kết hợp với một môn như kiểu chơi bóng đá ấy, thì những bơi là giúp làm giảm cái chấn thương. Bơi là một bộ môn thể thao có thể rèn luyện quanh năm ngày tháng, nhưng có lẽ khi mùa hè nóng nực sắp đến,
đôi khi xuống bể bơi, đó cũng là cách để mọi người có thể giải nhiệt và thư giãn. Vậy tại sao chúng ta lại không chọn đi bơi để có thể vận động, tăng thêm sức khỏe và tinh thần sau những ngày làm việc mệt mỏi? Thưa quý vị và các bạn, mùa hè nóng nực, việc luyện tập bộ môn bơi lội không chỉ mang lại một cảm giác mát mẻ sảng khoái mà còn là cách luyện thở, tập luyện cơ bắp cực kỳ hiệu quả, rất tốt cho cơ thể.